chuẩn chỉ đi, voi úp lồng, sờ lắc bấm được ulti thì có thể né được, chính xác là sẽ không bị đánh ở trong cái lồng thôi, anh ta sẽ không bị dính những hit đánh tay của Phoenix Void, nhưng mà ulti của Sky thì không nhá, nó vẫn thả ở giữa mặt con Slug này. Tất nhiên là khi mà đang bấm ulti, Slug có khả năng hồi máu nữa thì cũng không sợ lắm. Được, nếu mà V2 đánh khéo thì một con Slug vẫn có thể chơi lại cả Phoenix Void, nhưng mà ở giai đoạn mid mid game thôi nhá. Late game tương đối khó. Slug thì cái điểm mạnh ở late game thì chắc là cù nhây thôi, cố gắng cướp Agi, cướp chỉ số và đánh đánh gọi là thả diều thôi, chứ bảo Có là cũng khá khá mục tiêu để anh ta gọi là sờ vào trận đấu này, như là Boxy, thì mà cũng được. Taiga, Mikkei là ta hơi khó. Đây rồi, là vì một đội hình sẽ là như thế nào đây, ai bớt đi mid con Storm, Vi'Tun đánh Slug carry, General Beastmaster Plan, Chen sắp bắt số 4 trong tay của Roger, và Always Gonna Fly sẽ cầm cho mình con Rubik. Rubik sắp 5, Chen sắp 4, Roger Chen sắp 4. Cái lối vui thì vẫn cơ Là bản cơ bản thực ra là con hero này cũng Meikhan, không khác được, chính xác, đầu tiên cứ phải Meikhan đã, sau chắc là đó đó thì thêm cái tùy medai. Medan, Solar, và nếu mà team Slug thì có thể là một cái Vladimir đi, Vladimir đi, Vladimir để cho Slug có hút máu cũng được. Storm đi mid. Một Iceberg tango thôi à? một tango rồi ạ. Một tango là hơi ít nha bạn nha. Support Chen cho mua, chắc là định mua. Mua mua bottle cho bottle. mid thôi sao. Được quá nhở. Cái bài này thì lâu rồi mới thấy, không biết là trận này có hiệu quả không. Ai bớt nha. Trận trước Shadow Fiend đã không đánh được rồi, trận này Chen còn mua bottle cho. Đồng đội gọi là tin tưởng tuyệt đối rồi. Bán máu đến cái mức này thì tôi cũng chưa thử anh em ạ. Tôi thì đã từng mua bottle để dành cho cua, mà khi mà không chơi cả cua nữa thì tôi cũng không mua bottle dành cho ai nữa rồi. Người duy nhất và là người cuối cùng à? Đúng, cua thì tôi tin tưởng, tôi còn mua cho thôi. Tôi từng cũng thử mua cho người bạn thân của tôi, Siêu Xiaomi, mày. AK Lân Dê. Thôi, Lân Dê thì dạo này gãy lắm rồi anh em ạ. Ngày xưa đồng đội của tôi đánh thời game que còn đỉnh, thì bây giờ thì Có vợ vào rồi ai cũng sẽ khác các bạn ạ. Lân Dê giờ 5k, 5k dog. Tôi bắt tỷ Lân Dê toàn gãy, chán. Mua bottle dành cho Storm, được đấy. Một lợi thế quá lớn dành cho anh chàng Ibert. Mì kể ở đây thì vẫn là trộm cắp thành công được cái rune của đối phương. Thật ra là cái rune này cũng là cái rune trung lập, cũng không phải rune đối phương, nhưng mà anh ta ăn thành công và lùi về. Lại là lợi thế dành cho Liquid. Game trước thì họ cũng có cho mình ba cái rune bounty ở thời điểm đầu, và game này thì cũng vậy. Vâng, bottle đâu? Đã mua và đang đẩy ra biết rồi. Tự quay đi cho nó. Đây. Một con gà đang dính vào cái hiệu ứng của đai thai, rất là khó nhìn thấy. Một cái bottle dành cho Storm. Đó là lý do mà tại sao anh ta chỉ được xem một tango thôi. Qua va sẽ giật mình đấy. Như nào? Sợ thế. Bây giờ quay sang ping vào đầu của đồng đội. Bottle vào đâu? Sao nó có tâm có luôn. Sky của Insania di chuyển lên top rồi, sau khi gây một chút áp lực dưới bot lên top để còn bảo vệ cho Mickey. Void đi một mình tương đối vất vả, không được. Ở đây thì bị Isania xuất hiện rồi, tăng cho mình con cú ship shot luôn. Yêu khá khó chịu, tuy nhiên thì lượng đam không đáng bao nhiêu. sờ lâu lại rồi chứ là Em tay đau nha. không đánh con này nhiều lắm ấy, nhưng mà tại sao người ta đánh con bé tí lại mắc hai? Mắc hai nhiều đam chứ, nhiều đam có lam cũng như là slow đối phương. Support thôi, support thì mắc co thì sẽ mắc 1-2. Support thì anh nghĩ là cơ bản là bởi vì mắc hai của biến chuyển này nó đỡ tốn mana, chứ support mà mắc một thì không có đủ mana để spam. Một cái lane mà Mickey đang tương đối gặp nhiều khó khăn. Có bát không? Một đấm, hai động Cũng bát có rồi luôn là này. 12%, Giảm khá may đam mắn và đấy. thế là đi về farm tiếp luôn. Về nhưng mà vẫn đang bị slow lại, khá khó chịu. Trong khi đó thì Insania anh đã pull rồi, nhưng mà Always Wanna Fly là sẽ kéo cái clip này ra thôi. Chen thì đang đi thu phục đệ à? Cái này thì Slug sẽ không farm được quá nhiều, 9 clip chỉ bằng so với cả Boxy mà thôi.
sợ tôm chưa thấy hiệu quả lắm nha, farm cũng chỉ ngang sợ qua ba thôi. Một cái bottle nó sẽ đảm bảo cho sợ tôm sẽ xanh, nhưng mà cái việc mà sợ tôm đi được cái con voi sở hữu này hay không hồi sau mới biết được, chưa rõ. Trông thì vẫn là đang rất là ngang kèo ở đây, khi mà thậm chí là qua vào đang đi nai nhỉnh hơn một clip. Earthbeat ra rồi, sờ tôm đang đứng ở vị trí cao, có lăn bóng mà chưa đáng được vậy. Không, đây không, là đá để slow rồi. Slow để đường độ để tiếp cận rồi. Và giờ thì sao, đủ đam không? Cần thêm một hit đánh nữa. Và đó là đủ rồi, coi và có cho mình cái first blood. Bottle chúng tôi. Hay như nào? Bottle chúng tôi, chấp thời cơ rất nhanh đến từ Taiga, một người chơi đá thì nó quá kinh nghiệm rồi. Thấy đối phương clear clip, sau đó là tràn lên là anh ta biết đây là thời cơ. Khi mà sờ tôm đang đứng cao, ngay lập tức team đi ra mid. Quá hợp lý. Nó sẽ khiến cho cái việc mà chen bút một cái bottle dành cho sờ tôm thì nó không còn quá hiệu quả nữa. Chết một mạng. Và người ăn được lại là Void Spirit. Bây giờ cân bằng lại cái lượng network không đây. Gần như là cân bằng thôi. Sờ tôm đang 1.700 đi, cộng thêm 600 sẽ là cao hơn qua ba một chút. Và đang rất là chơi được. Mai chết rồi. Vừa ấn lên thì Mickey đã phải nằm xuống dưới bộ đôi của Na'Vi ở cái land off này. Taiga muốn giúp nhưng mà đồng thời cũng sẽ phải bỏ mạng lại tại đây thôi. Double kill Zero, một người chơi thú phải nói là quá kinh. Tuy nhiên thì cũng sẽ phải bỏ mạng lại tại nơi đây thôi. Khi mà Isania vẫn là người đủ đam, tuy nhiên thì Căng solo 1-1 và anh ta là người thua cuộc rồi. Cuộc chiến với những người đàn ông, Rubik là hero có lợi hơn. Rubik thì anh ta mất tay để mà giết Beatmaster nữa, bắn skill Beatmaster nhiều. Thì ra là Sky. Sky bắn skill Beatmaster nhiều. Chưa tăng nhá, Time Dilation không? Không được, chưa dùng skill nào cả. Thôi bát đi. Một điểm Time Dilation này. Đi lên thì thường phải đối đầu với những hero như kiểu Weaver hay là Bat Rider thì mới cần thôi. Vâng, sở tổ mid thì sao? Đi farm rừng rồi. Gì này? Hết chịu nổi rồi. Thế nhưng mà hơi tốn máu. Ở đây thì sao đây? Có Taiga xuất hiện. Ôi, xong là Fly khá yếu máu rồi. Một hit đánh nữa thôi. Okay. Nhường khá chuẩn đấy. Trả thù ngay. Bên phía ở Liquid họ quyết định đã đi clan 3 top. Và dưới boss này thì Timber đã đủ cái lượng level để có thể thoải mái chơi một mình. Một con chen không làm gì được Timber sỏ lên. Không làm gì được. Bây giờ chen thì cố gắng farm rừng đi. Slug sẽ là người đứng lại để mà bảo vệ cái trụ này khi mà Boxy đang đi kéo grip. Vâng, ở cái phút thứ 5 thì boss gì đây? Bounty tất cả đều thuộc về bên phía Liquid. Vâng, thật ra là vẫn có một cái đi mò được của Chen nhỉ. Chen mò được không? Đang đi mò. Đảo được rồi. Thế thì là bằng so với cả dạng đầu. 3 thuộc về Liquid và 1 thuộc về Na'Vi. Như thường lệ thôi. Lên đang là hơi cao. Và con voi này nó đang khó trong việc farm. Nào, 3 điểm bắc rồi. Cần thiết thì phải bắc đi. Dạ, skill ra cũng là rất đánh đá Trisania đấy. Dưới này thì nhìn đi, phải hỗ trợ Iceberg ăn một cái stack rất to. Iceberg cảm giác như là ông vua ở team Na'Vi nhỉ. Và Roger làm mọi thứ cho Iceberg. Cho Bottle, sờ stack, lấy một con ốc ra búp Iamor. Sao bây giờ kéo ra cả len, côn cả Storm xuống len bot này để ganh vào người Timber. Và Timber đang khá nhiều đi Iamor. Vẫn bị kéo vào và sẽ là chết thôi. Các bạn này bị chịu Iceberg. Ok, anh ta đã phát huy được hiệu quả của mình. Nhưng ở một khung chơi khác thì Oceanfly đi lạc mất rồi. Bị bắt bởi đó là Taiga, cùng với đó là cả anh chàng mang tên Mikkei nữa. Chơi Storm như này coi và tôi cũng chơi được anh em ạ. Storm đồng đội yêu ai quá, hỗ trợ tận răng. Thật sự là đúng là hỗ trợ đến tận răng đấy. Dã man thật đấy. Không xanh nữa thì chịu. Nào Timber ơi, pha TV này là không ổn. Có gì đó không đúng vừa xảy ra. Và Doomday đi được đâu đây khi mà đã bị trói lại rồi. Boxy vẫn cố gắng bỏ chạy đấy nhưng mà được sống này. Sót này, Iceberg hết mana, né được một cái slow. Tuy nhiên thì chết ngược ở đây. Con sờ tôm này là không ổn rồi. Con sờ tôm này không hề ổn. Thậm chí là cái trụ ở đây còn bị Isania deny mất. Con sờ tôm này nó được hỗ trợ đến tận răng nhưng mà từng đấy là không đủ. Vâng. Quá dã man. Iceberg khi mà không có Doom
thì có vẻ như cũng làng nhàng thôi. cũng bình bình thôi, cũng hết tướng để chơi rồi. Trận trước Shadowfin không ra gì, trận này Storm cũng gọi là được chăm chút đến tận răng nhưng mà cũng chưa thành công. Chưa thành công thì đã thành chưa thành nhân thì đã thành công rồi. Ở đây thì Zero chết. Một cái mắt này nó đã giúp cho bên phía Liquid dễ dàng canh vào người của Beastmaster rồi. Lại về farm rừng, lại về farm, lại tay lại cái mảnh rừng quen thuộc này thôi, chứ biết làm thế nào. lại về cái bảng lợn nữa các bạn ạ. Ok, level 7 Void Spirit, level 8 giàu hơn đâu đó 600 tiền, coi như là nét vút bằng nhau, bởi cái bottle này cũng là 600. Nhưng mà thế thì là không đạt yêu cầu, không uy tín một chút nào cả. chết được tận hai mạng rồi. Rất tự tin được quà vào lên thẳng Orchid để thấy êm vào vị trí của Storm. Bạn lấy Rocket thì tục lấy Rocket thì thôi. Cứ bảo là anh đặng có mạng nữa. rồi đã có cho mình mơ mờ rồi. Mikkei thì chơi con voi này nó cũng là uy tín luôn. Slug cũng khá ổn, không khổ lắm. Đây có Saber là item tiếp theo của anh ta. Trigger Tarrasque này, mua để có thể đi lane với cả con tim của So. Iron Talon mà tìm thấy bởi đó là voi va thì thôi, cái con voi này nó sẽ farm gọi là siêu nhanh luôn. Gửi về cho voi thôi, chắc chắn là trong hòm đồ của voi rồi, rõ ràng. Không có lý do gì để không có cả. món đồ này sinh ra dành cho carry, bất kỳ con carry nào cũng thích cái món đồ này thôi. Tay dài tay ngắn đều chọc được vào Ensign hết. Nào, mất trụ rồi của Ivers đang bị nhăm nhe. Hơi Có khó, mắt các bạn là cũng không có đi chơi bồ nữa. Taiga mới phá mắt rồi. Nếu không có mắt đấy thì anh nghĩ là cái lượng giữ chân là đủ, lăn bóng vào kéo lại sai lưng được. Nếu mà chuẩn nữa, Storm thì thật ra là cũng hơi khó bắt thật. Nếu mà là Earthsmith lăn bóng vào trúng trước Thì thì bay ra. Void Smith có thể extra run lại thoải mái, không vấn đề gì cả. Rồi, có lồng rồi nha. Không, nhưng mà anh đã chưa sử dụng được Sky 6 chứ. Chưa 6, quan trọng là Sky. Bây giờ cái lượng đam chủ yếu khi mà úp lồng phải đến từ Sky các mét, chứ Thật không phải ra là với việc tự lên tay tạo được. lên máu mời thật ra là cũng là muốn có cho mình mạng khi có lồng rồi. Nhưng anh ta cũng phải cần hỗ trợ, chứ tự mình úp lồng thì hơi khó. hơi xui vào cái bát. Con voi này nó cũng là mắc thằng bát nữa, phải mắc bát. Nên là không thể mà đánh cược vào cái bát được. Nào, ở Chưa phút thứ có power treat, cũng phải từ từ đã. Phút thứ 10, đợi bãi quái rừng spawn. Ở đây sao đây, có đánh nhau xảy ra nhưng mà Tygar lùi rất là nhanh. Sao đây, trông khá căng thẳng nhưng cả hai team đều lùi lại rồi. Có smoke không đây? Smoke để đi bắt Slug sẽ làm quyết định tuyệt vời. Có lẽ là sẽ đợi mở một cung đao xong. Nhanh đâu. Nhanh thôi. Thành công có Long Hải kìa. Chết rồi, nhìn này. Đây rồi, ai bớt bớ được cái bãi stack của bên phía Liquid. Sao đây, và rồi. phải lùi. Không thể nào láo với cả một con đi master được. Dù sao thì đây cũng là con hero có khả năng đi rất là khủng vậy. Magnetize 3 người. Và bây giờ thì anh ta có Silent được thêm cả 3 người đấy luôn. Team vừa sau đã tới. Zero có thể kết thúc cái Taiga đấy nhưng anh ta cũng phải bỏ mạng lại ngay thôi. Khi mà Koiva có cho mình cái DD kéo lại thành công được chen rồi. Và đó là Killing Spree đến vị trí của Koiva. 1 đổi 2. Hy sinh đến từ Taiga, anh ta là người lao vào trước để giữ chân các thành viên bên phía tình của team nào bị lại. Nó cũng khá là bất ngờ, anh ta lao vào mắt được tay ba người. Mấy ông kia cũng kiểu thằng nào đây. Trên top thì sao? Đây rồi, bắt vào người của team bờ so khi có kit, khi mà trên không thành công. Bị Và nhấc cái lượng lên máu rồi. này vẫn còn nhiều nha, vẫn Hết về được mana, nha. hết mana, ví con hết mana rồi má ơi. Và giờ thì Ocean of Light bị silent lại, bị đá slow. Và sẽ là bị cứa tới chết mà thôi. Vâng. Con Storm này có một cái Orchid rồi mà cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Liên tục là cố gắng êm vào người con Tiber So. Lần trước anh ta không thành công, phải bỏ mạng lại. Một lần này thì anh ta chạy thoát nhưng mà đồng đội thì lại là người thắng xuống tay. Rất là khỏe đến từ Tiber So, có cho mình cái áo mưa con. Cũng như là đang hướng đến cho mình đây là lên thẳng cái gì đây? Blastoise. Đừng nói với tôi là Bloodstone là hơi cục nha. Cảm giác là Blastoise rồi, người ta đang farm nốt đấy. Sờ mốc 3 người. Void vẫn chưa sử dụng lồng trong trận đấu này, 12 phút rồi. Và Mickey vẫn chưa tận dụng cái ulti của mình để có thể canh lẻ được ai đó. Và đập bát là hơi nhiều nha. Quắc đi, à quắc đi là lừa đấy, quắc đi là để có người ra đét.
giờ lăn vào vẫn lăn quá chuẩn xác nhưng mà bị kéo Orchid vào rồi, và thế là anh ta rất có thể sẽ ổn mạng lại tới đây, và đó là cái mạng đi chịu Iceberg. Tuy nhiên thì Osamai cũng chết luôn bên ngoài này, thì sao có Ro vào rồi và người nằm xuống sẽ phải là Isania. Cái lăn đấy là đen, tức là anh ta muốn lăn vào người Storm dính ngay vào người Rubick, và Rubick là người chết thay. Liquid muốn dành vào người Storm không thành công, giết được Rubick thôi, bỏ mạng lại hai người. Như vậy là pha smoke vừa rồi là không thành công. Navi là người có lợi thế. Shimmer sao vẫn đang chăm chỉ miệt mài trong việc farm thôi, đúng là sẽ lên thẳng cho người ta với Tôn. Slug chỉ thu rồi 13 phút và Mitun chỉ tập trung vào việc farm, có lẽ đã hoàn thành cho mình đi phu sau đó sẽ là trận này lên gì hay cả. Ôi sao đi các bạn, trận này một cái Shadow Blade thì có hay không? Tắc ổn, bắt khá ổn, bắt Sky đơn giản được. Có thì có thể êm vào vị trí Sky cũng không tệ. Doxy vẫn đang tự tin, có 3 người đồng đội đứng sau và Void thì vẫn có thể TP. Dưới boss này thì sao? General đang chơi một hướng khác, một trận đấu mà Beastmaster không có book mà ở cheat và đang có cho mình cái Medan rồi. Sẽ là Solar thôi. Một êm vào Fearless Void rồi nhưng mà Fearless Void đã walk về. TP từ bên trên thì không ý nghĩa lắm. Nào, chú Bích đi đâu đây? Với cái smoke này phát hiện ra Fearless Void nhấc lên có cả một con tôm đến rồi. Và giờ thì sao đây, kéo tắc lại dồn đam chưa đủ, Mike vẫn walk đi được. Storm rất là đáng tiếc dành cho trận này, 3 lần anh ta ganh đều thiếu một chút đam rồi. Có lẽ do đen hay là do tính toán lượng sát thương là nó bị thiếu nhỉ? Khả năng là do tính toán sát thương thiếu nhưng mà không đánh nhiều ấy, các bạn không đánh nhiều ấy. Tính toán sát thương là hơi hụt hơi một chút đến từ Iceberg. Vừa rồi người duy nhất hỗ trợ anh ta cũng chỉ là một con Rubick thôi, cái lượng sát thương là không đủ. Nào, có một con mắt ở đây và lần này thì sẽ là khác đây khi mà Slug đã xuất hiện với cái đi phủ của mình. Đây rồi. Nhưng mà ok, nhưng mà vấn đề là đây là một con Earth Spirit, nó đã ao đến Silent hai người và giờ bên trong này Master Tide được khá nhiều lượng đam dồn vào, nó đang là đủ và Iceberg đã phải lên bảng. Coi và bị săn lại, bị chém mất mana khá nhiều đấy. Vitoon sẽ có cho mình thêm một mạng ở đây. Và cụ thể thêm, liệu có sẽ là Boxy hay không đây, nó vẫn còn cho mình cây vui vẻ và vẫn có thể chạy đi được. Tuy nhiên cái cưa này nó đang hơi phản chủ rồi nha. Cưa nó đang hơi khó chịu cho bên phía ở team Na'Vi, họ dừng lại. Họ hài lòng với việc có chừng 3 mạng, trong đó là 2 co, và đổi lại chỉ là một mạng của Storm mà thôi. Vitoon đang khỏe, khi mà đang có cho mình nhiều agi, anh ta muốn tiếp tục snowball, không nhảy lên theo. Boxy đã lùi lên vị trí high ground rồi. Thì sẽ phải cố gắng hoàn thành nhanh cho mình cái mata. Cái orchid của Storm đang là thứ mà khiến con voi này nó cảm giác như là nguy hiểm. Anh ta liên tục đứng ở vị trí mà có những cái con đệ, những con chim của Beastmaster nữa. Insania và Sky sắp 5 thôi, và cố gắng, đang rất là cố gắng để có cho mình cái tốt, có thể giữ chân Storm cũng như là tự mình sử dụng cho mình cái combo không cần đồng đội setup. Lại là cái chết chăng, 3 con xe tàu lần này sẽ là bất tỉnh rồi, không thể là tỉnh được. Vị trí farm quá nguy hiểm dành cho Void. Nikki cần phải đánh tập trung hơn, anh ta chết 2 mạng liên tục rồi. Một trận đấu mà con Void này nó chưa lồng, nó vẫn chưa sử dụng lồng một lần nào cả. Cái gì vậy? 18 phút rồi, ulti chưa sử dụng để sử dụng đi cho cooldown chứ. Bloodstone này Boxy khá khỏe đấy, nhưng ở trong này thì bắt được vào người Scarlet Mage rồi. Vitoon mở kích hoạt ulti lên và Isania đã phải lên bảng, trong khi đó Boxy ở đây buộc phải sử dụng thêm Bloodstone. Thế nhưng lượng nút đam là quá nhiều, anh ta cũng phải lên bảng rồi. Cảm giác thi đấu rời rạc thế nhở, họ đang là người dẫn và bây giờ thì họ đang bị Snowball ngược lại với một con Slug đã có defu. Và đàn đệ này của Chen, đàn Centaur này, nó mà tiếp cận được ai thì người đấy sẽ là bất tỉnh. Giống là có game 3 ở trong trận đấu này rồi. Ước vọng về sớm của tôi thì có vẻ nó đang được dập tắt bởi các thành viên bên phía của team Liquid rồi. Fearless Void đánh như đùa. Farm ở mid mà không có backup cũng như là không hề có tầm nhìn gì cả. Đối phương là con Storm đã có kit.
tầm bao giờ thì mới có cho mình cái Manta để trông sở Orchid và Storm đây. Bây giờ thì sao? Một cái Aegis dành cho Storm khi mà Ibert chết khá nhiều. Là có thể tự tin, có quyền tự tin hơn. Tự tin mở combat với con Storm rồi. Ember Hero mà không sở bôn được và tương đối phế. Có một lúc Stone đó mà đã chết một mạng rồi. Và bây giờ chỉ còn 11 điểm nữa. Rồi sẽ biến ra Orchid ráng hướng đến cho mình một cái gậy xanh. Và Slug đang rất là to. Hiện tại sẽ hướng đến cho mình Manta thôi. Giải Silent. Một cái đách bách là không đủ. Thêm một Manta nữa thì sẽ là an toàn hơn. Bắt vào người Ibert cũng không thành công rồi. Ibert đã kịp thời di chuyển về với cả cái bull lighting của mình. 4k tiền, đâu nó đang đổi chiều hoàn toàn khi Na'Vi đang là người có cho mình những cái lợi thế. Họ ganh lẻ thành công, họ ăn được Roshan. Và con voi này thì vẫn chưa sử dụng ulti. Đúng, một con hero mà đang phát xít với ulti của mình bằng những cái chết. Vẫn chưa sử dụng ulti. Thường thì voi khi mà có ulti phải sử dụng để ganh lẻ cái nghiệp đi, sợ mất mục tim, làm một mạng co đối phương. Nhưng mà không, con voi này thì chưa dùng ulti lần nào. Là vì tiếp tục sở đồ buồn với khả năng boost của mình. Aura Beastmaster cũng như những con đệ của Chen. Beastmaster khỏe đấy, nhưng mà mình anh ta thì vẫn sẽ là bị dồn đam đến chết thôi. Cần có những người đồng đội đứng sau để back up. Bossy hướng đến cho mình cái gì đây? Siva hay là một cái Lotus nhỉ? Cái Lotus cần phản cái Roar Beastmaster và Beast Taiga nằm xuống rồi. Điều kiến là vì họ đang liên tục chèn ép với việc là họ có Aegis. Họ muốn kết thúc trận đấu này sớm, không muốn đánh về late game với cả một con Faelet Void. Trong khi đó Liquid họ đang né. Họ muốn cho Vicky hoàn thành nốt cho mình cái Manta đã. Và cái bát anh ta ít ra là có một món đồ để thể giải Silent, để có thể tung ra cho mình cái ulti. Void bị dính Orchid và chết thẳng thì thôi, Liquid nó không có cơ hội nào để có thể chiến thắng con bát cả. Đang cố gắng drag cái game ra để Void có thêm cho mình cái Manta. Ít nhất là Manta đã. Nhưng mà tất nhiên trong khoảng thời gian đấy thì họ mất khá nhiều thứ. Mất rừng, mất trụ. Và đến cuối tranh lệch của đang là 6k rồi. Khi mà Void có Manta thì bên phía của team Liquid họ cần phải có một con bát chiến thắng để kéo lại cái trận đấu này. Bossy lên thẳng cái giáp thôi nhỉ. Đúng rồi, bài bách cũng không cần thiết. Xong rồi. Bao. Không, đấy không. Là gặp gì nét thôi. Vâng, cái Manta nó lại cách xa con voi này ít nhất là phải 2 phút nữa. Sống dậy là phải mất gần 1 phút rồi. Xong rồi lại còn phải farm. Chen tiếp tục côn Slug để có thể có bắt tiếp. Anh ta tìm thấy ai đây? Còi tìm và... thấy Ba vẫn đang lùi về được. Vâng, kéo sai lần này nhưng mà vấn đề là đối phương cũng có Manta. Và Taiga thì may mắn là làm đi được rồi. Vâng, vẫn đang là chạy trốn thành công đến từ các thành viên của phía Liquid. Chỉ một mình con Faelet Void này đang là người chịu trận luôn. Liên tục bỏ cái mạng của mình. Faelet Void carry chết nhiều quá. Chết 4 mạng rồi. Vâng, đến hơn phút 20 rồi mà chưa hoàn thành món đồ thứ hai. Cái Manta chưa có. Nhìn Slug này, Manta đã có từ đời nào rồi. Chưa kể đi phu nó còn đắt tiền hơn MOM rồi nhá. Anh ta còn có cho mình thêm cả cái ring ở Tarat nữa. Giàu hơn rất nhiều. Mickey trận này đánh sao nhỉ? Không đúng thực lực. Đang bị Snowball rất là nặng. Chốc chăm. Bình thường ra thấy họ đánh lì lắm cơ mà. Nào, dừng ở đây. Thôi, nhường cho tao, đúng rồi. Mickey đang nói vậy đấy. Nhường cho tao cái mã engine này, tao hoàn thành cái Manta đi. Xong rồi. Công trình thế kỷ, hầm kim liên. Sướng. À đâu nhầm, cầu vượt Trường Chinh. Công trình thế kỷ. Hình như mà nó bị tắc, ùn tắc ở hai đầu đúng không? Em cũng chả biết nữa. Công trình thế kỷ nó phải là đường sắt trên cao thôi. Cái đấy thì quên đi. 7k nên có chênh lệch rồi, cái Aegis thì sắp hết này. Không biết là vì họ có tận dụng hay không đây. Đã có sờ mốc. Và sờ mốc này là sờ mốc của Na'Vi. Nhưng mà Ibert để lộ thôi. Gì ơi? Muốn ăn vào con Timber lại hơi khó nha. Đằng sau cơ và muốn ăn vào người coi vai nhưng bị Silent và chết mất Aegis rồi.
Tuy nhiên thì Slug đang có tình huống móc máy và trông như có vẻ anh ta đạt được mục tiêu của mình rồi. V2 móc vào Isania lồng lần đầu tiên và Storm có vẻ như là sẽ là người phải chết trong lồng này. Và anh ta vẫn chưa phải nằm xuống khi voi dính cho mình đó là Primeraw. Và ngay lập tức đằng sau lưng của anh chàng voi này đó là con V2 không sử dụng Manta trong tình huống vừa rồi bởi vì đã bị ăn chói mất rồi. Bị Manta, chính xác là Manta ra cũng không thể làm gì cả. Không có. Và bây giờ thì... cái gì vậy? Chắc không Manta ít ra Manta ra thì khiến cho Slug chưa chắc đã tìm được con thần. Voi ơi, đánh kiểu gì vậy? Storm bây giờ anh đang quay trở lại combat khi mà có cho mình chen gọi rồi. Và sống kiểu gì đây? Con Storm rất nhiều mana qua và cố gắng TP, anh ta sẽ về được. Nhưng mà cái network tranh lệch đang là 8k rồi. Và bây giờ thì voi không còn lồng nữa. Thì làm sao bên phía Liquid có thể combat được? Cố gắng úp lồng, cố gắng zone dam vào một con Storm. Nhưng mà đồ anh ta ít quá. Anh ta không có MKB. Anh ta chỉ bật MOM đấm vào cũng như là thêm một chút lượng đam đến từ Timber thôi. Không đủ, nhưng mà Chen đã sử dụng cả ulti nữa. Xong rồi. Bây giờ không có lồng voi thì lấy gì để cản cái con Slug này? Con Slug nó đang quá khỏe. Đang lấy cho mình cái búa bát ra rồi. Ít ra thì cũng phải Manta ra. Còn né né được một tí thì Slug có thể là đánh nhầm tiêu đi. Tất nhiên Manta thì anh em vẫn bị dính, vẫn là bị dính cái bao, nhưng mà sẽ né được một vài hit đánh và nhiều hết cái bao thì còn có thể tham bắc đi. Nhưng đây thì chết chay luôn, Manta không dùng luôn, không hiểu. Slug quá nặng ở trận đấu này rồi, có Sky mà để Slug tìm thấy thì là toang thôi. Slug big Sky. Hai team này đang đấu hài à? Game trước thì là Lát Đích có Shadow Fin. Game này có Sky. Chúng ta Sky trận này thì mình cũng không phải lỗi của Sky. Trận đấu này thì Sky cũng làm gần như là tròn cái tác dụng của mình rồi. Elan không quá tệ. Có sở thích cùng team đi ganh. Cái vấn đề là họ có combo lồng và ulti Sky, nhưng mà phải khoảng độ đến 17 đến 16 17 phút đầu tiên họ không hề sử dụng cái combo đó. Một cái combo mà gần như là rất là dễ kiếm mạng nếu carry của bên phía team Liquid. Early voi có MOM, Sky có ulti thì hai ông này cứ đi với nhau là có mạng thôi. Nhưng mà không, họ không hề tận dụng cái combo này. Những cái khoảng thời gian đấy thì hoàn toàn có thể smoke đi gank được mà. Không hề tận dụng cái combo này để có thể gây áp lực vào người của Slug một mạng đi, hay là tiếp tục đi vào người Storm, nhưng không, chỉ farm thôi. Đến tầm thời điểm này thì cái combo này nó yếu đi rất là nhiều rồi. Khi mà Sky đã làm gì có 2 điểm ulti đâu. Level 9, ulti 1 điểm, lượng đam không ăn thua, không đáng kể, cả khả năng heal đến từ Chen nữa rồi. Xong rồi đấy. Có kéo lại và cái lượng shadow sẽ đủ rồi. Sẽ đủ, không thể về được. Khi mà con Slug đã có bát rồi. Bloodstone để làm gì? Clamzinet không tới kịp, đã ném Clamzinet rồi nhưng mà không tới kịp. Nếu mà có đấy Clamzinet thành công thì thôi, phải lấy voi lại chết. Trận đấu này là trận đấu ở bên phía của Na'Vi, họ sợ nó bôn ngược Liquid và chúng ta sẽ có game 3. Sẽ có game 3 tầm này. Liquid đang thể hiện cái gì đó không ổn. Game trước thì đánh như rồng. Đúng. Game này thì lại thua nát bét, không hiểu mấy ông này. Game này đánh như Na'Vi, đánh như cái đội N. Chả hiểu. Vâng, chỉ là farm quay clip đến từ Vava thôi mà trông hồi hộp thế. Cũng gọi là Astro step ra, sử dụng hết bộ skill xong rồi lùi về. Farm mỗi quay clip thôi mà nhìn trông rất là hồi hộp. Nào, có lồng voi rồi. Cố gắng làm một điều gì đó không Liquid thôi. Nếu mà không thì trận đấu càng ngày càng trôi về bên phía Na'Vi thôi. Tầm này đồ đạc với cái Na'Vi rất là khỏe rồi. Rất là nhiều đồ rồi, Stone đã có trên cái loot Stone. Slug thì quá khỏe. Đang hướng đến cho mình áo Isolate. Chờ Roshan khi mà nhưng mà một phút nữa cơ. Na'Vi họ không vội vàng. Lợi thế là rất nhiều. Không việc gì phải vội vàng cả. Áo Isolate sắp sửa có rồi khi mà đã có trên cái recipe. 300 tiền nữa và con Slug này sẽ có cho mình đã ăn Sobolade. Cái việc bắt vào voi viền nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bắt 2 bao vào. Chưa kể có thêm cả một cái Clamzinet nữa.
rất nhiều thứ. Lâu lắm rồi mình mới thấy Vi Tu đánh con Slug này thắng đấy. Vi Tu đánh Slug không tệ, anh ta hơi rớt con hero này. Cứ cầm Slug là chết nhiều. Thôi. Cứ cầm Slug là thua. Dồn đam vào Slug hơi khó. Và tầm nhìn của Slug là tốt hơn, anh ta lùi về thành công rồi. Và đang không biết là đi đâu về đâu đây. Chẳng biết phải làm gì, ở bị nhấc lên rồi Storm lại bay vào lần này em với Isania. Và ngay lập tức có Slug bồi thêm vào nhanh thôi. Kết thúc luôn đi cái mạng của anh chàng Goiva này. Isania cũng đã phải lên bảng điểm số, ai tốt hơn Killing Spree. Nhưng lần này hết mana rồi, trong khi ở bên ngoài box sự kết thúc. Và tôi nghĩ là nên là võ GG đi. Game 3. Đừng nên tốn thêm thời gian rồi của tất cả mọi người nữa. Sẽ là game 3 thôi. Tầm này thì không còn cơ hội nào dành cho Liquid. Kẻ voi cũng lồng 5 người thì chẳng lượng, lượng đam nó cũng là không đủ. Không có voi, không có MKB thì sẽ là không có đam ở trong combat đâu. Quá khó. Rất là an toàn đến từ nào vì lùi lại và ăn cho mình. Ăn cho mình một con Roshan. Đánh cẩn thận đấy nhở. Thực sự là triệt để đấy. Nào vì họ thua, mới thua chung kết trước Liquid mà. Kai cũng phải gọi là trận này là trận đấu là phục thù. Tuy là bằng bảng thôi nhưng mà chúng tôi cũng phải có được một cái chiến thắng để mà rửa hận. Chia nhau thôi. Chi dành cho Slug. Storm sẽ cầm cho mình cái Aegis. Lên thôi nhỉ. Hết cái để làm rồi, ăn nốt cái nhà chính của đối phương thôi chứ còn chờ cái gì nữa. Vẫn đi tìm đấy. Vẫn đi tìm, có chen mà. Cần thiết thì chen sẽ côn. Chen tìm đi về luôn. À đây. Nhầm. À, lởm nhá. Ấn nhầm đúng không? Ấn nhầm hotkey. Lởm. Rốt. Không đồ. Không đồ. Sợ Lotus à? Sợ gì nhỉ? Có một con chim đây mà anh ta nhìn thấy là Timber sắp tiếp cận, anh ta sợ rằng cái Lotus. Bây giờ mày lao vào kéo này và bật BKB lên. Ngay lập tức có Slug Assassin và tôi nghĩ thôi. Hết rồi. Không còn gì cả. Đứng im rồi. Tôi nhìn thấy cái Earth Severus của Taiga đứng im là chịu trận là biết là chán lắm rồi đấy. Con voi. Voi quá tệ. Anh Hải Phòng gì ơi, sao game trước lại hay thế? Ra thì đến khoảng phút thứ 24-25 là bắt đầu là toang rồi. Khi mà anh ta chết lẻ 3 mạng liền nó không hoàn thành cho mình cái Manta thì lúc đấy thì bên phía nào vì họ đã sở robot quá nhiều rồi. Tầm đấy là khó rồi. Đúng là đội tuyển TN mà lại còn nhầm đội tuyển nào mà có player TN thì TN M thì cũng đôi khi hơi bị aura ngược các bạn ạ. Mở chiến. Mở zip mở zap. Đây cũng là mở chiến, Hải Phòng, trận này mở chiến Hải Phòng đánh hơi tệ. Rồi, game 3 thôi. Bây giờ chờ đợi bên phía của Na'Vi có cho mình một combat kết thúc trận đấu. Không phải là combat quyết định nữa rồi. Nó sẽ chỉ là một combat để kết thúc cái trận đấu này lại thôi. Và chúng ta sẽ chờ đợi để đến với cả trận đấu thứ 3. Lại là voi, lại bát hai nhấc lên. Rô thôi, không cần phải nghĩ, không cần thiết luôn. Khi đó là disable quá nhiều, bát liên tục đến từ Slug. Sao đây, ai bớt lao vào. Có thể Orchid và tiếp tục là Slug xuất hiện. Không cần thiết Ro. Trận đấu sẽ kết thúc ở đây khi mà hai co bên phía Liquid đã lên bảng đến số rồi. Cả hai co đều không có hai match, còn chờ đợi gì nữa. Tôn GG đi. Tôn GG đi là được rồi. Game 3 rồi. Liquid và Nigma. Liquid và Na'Vi. Đội tuyển TN nhưng lại không có player TN. Liquid và Na'Vi. Chính là cũng lạ nhỉ. Đội tuyển TN TN này nhưng không có player TN. Giống một đội tuyển nào màu tím đấy. Họ chào mừng tôi quay trở lại với cái trận đấu MOBA 3. Nhưng mà thật sự là cả hai game vừa rồi xem đều chán. Chả có một cái bị gì cả. Nó một chiều ấy. Game 1 thì là Liquid Red. Game 2 thì là Na'Vi Red. Không biết phải. Đây chắc chắn không phải Liquid, đây là Liquid. Tuy đây là một trận đấu bo 3 và game đấu. Cái trận đấu này nó đã kéo đến game 3 rồi nhưng mà xem nó không được kịch tính lắm. Đây chắc chắn là Liquid nhá. Phải bắt đầu bằng chữ N thì mới có một player tên M đánh ngay như thế được. Không thì khó lắm. End game thôi. 28k nhân vuốt sau 31 phút thi đấu thì không còn gì để cho bên phía Liquid phải cố gắng được nữa. Tôi xin ông chết luôn rồi, ông tinh tâm. Rô đau lắm. Không, Rubik nhắc lên trước. Rubik vẫn chưa vào vị trí, họ vẫn đang nghĩ là cái con Timber Sword này đang là người bết. Nên họ chưa muốn bắt vào. Ủa Na'Vi thi đấu cẩn thận thế nhở. Tưởng Timber Sword là người bết, không bắt vào. Nhưng bốn thành viên còn lại của Liquid bây giờ vẫn đang smoke đến này.
Giờ sẽ là pha combat cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng rồi. Và giờ thì bật BKB lên giải hết toàn bộ hướng Silent. Bật Silent vào người của đó là Phoenix Ball, cả cái hack vào anh ta luôn. Và giờ thì dồn combo có thêm cả Slug, anh ta đã chết rồi. Vitoon, Beyond, Godlike và GG luôn tới được vị trí VK. Trận đấu này Voi úp lồng được mấy lần nhỉ? Ba, chắc được ba. Tôi chỉ nhớ một lần duy nhất là úp vào người con Storm khi nó hồi sinh dậy bằng cái Aegis. Đấy là lần duy nhất anh nhớ là con Voi có sử dụng lồng ở trong trận đấu này. Anh nhớ là có hơn một lần. Một lần à? Nếu mà không phải thì thôi. Một lần à? Một đúng không? Một thôi đúng không? Một lần! Tôi định định